Câu hỏi được đặt ra, nguyên nhân nào khiến giá cổ phiếu thay đổi? Giá cổ phiếu thay đổi hàng ngày bởi các yếu tố thị trường. Do đó tôi muốn nói rằng giá cổ phiếu thay đổi do cung và cầu. Nếu như người muốn mua một cổ phiếu hơn bán thì giá sẽ tăng lên, nghĩa là cầu lớn hơn cung. Ngược lại, nếu như nhiều người muốn bán một cổ phiếu hơn mua nó thì cung sẽ lớn hơn cầu và giá sẽ giảm, điều tất yếu phải không? Tìm hiểu cung và cầu rất dễ dàng. Điều khó hiểu là điều khiến mọi người thích một cổ phiếu này mà không thích một cổ phiếu khác. Điều này giúp bạn tìm ra những tin tức tích cực cho một công ty và những tin tức nào là tiêu cực. Có rất nhiều câu trả lời cho vấn đề này và bất kỳ nhà đầu tư nào bạn hỏi đều có ý tưởng và chiến lược riêng của họ. Nói như vậy, lý thuyết cơ bản là sự chuyển động giá của một cổ phiếu cho biết các nhà đầu tư cảm thấy một công ty có giá trị như thế nào, và đừng đánh đồng giá trị của một công ty với giá cổ phiếu. Giá trị của một công ty là giá trị vốn hóa thị trường của nó, là giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cho một ví dụ rất là dễ hiểu, một công ty giao dịch ở mức 100 đô la cho một cổ phiếu và có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, có giá trị thấp hơn một công ty đang giao dịch ở mức 50 đô la nhưng có 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một bài toán rất dễ dàng, lấy 100 đô la nhân 1 triệu cổ phiếu lưu hành thì bằng 100 triệu, trong khi đó công ty kia là 50 đô la nhân với 5 triệu cổ phiếu lưu hành là 250 triệu. 250 triệu thì lớn lớn hơn 100 triệu phải không ạ? Để làm phức tạp thêm mọi thứ, giá cổ phiếu không chỉ phản ánh giá trị hiện tại của công ty, nó còn phản ánh sự tăng trưởng mà các nhà đầu tư mong đợi trong tương lai. What causes stock prices to change? Stock prices change every day by market forces. By this we mean that share prices change because of supply and demand. If more people want to buy a stock, demand, then sell it, supply. Then the price moves up. Conversely, if more people wanted to sell a stock than buy it, there would be greater supply than demand, and the price would fall. Understanding supply and demand is easy. What is difficult to comprehend? Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của một công ty là thu nhập của nó. Thu nhập là lợi nhuận mà một công ty tạo ra, và về lâu về dài, không công ty nào có thể tồn tại nếu không có thu nhập. Nó có ý nghĩa khi bạn nghĩ về nó. Một công ty không bao giờ kiếm được tiền, họ sẽ không thể tiếp tục kinh doanh. Các công ty đại chúng phải báo cáo thu nhập của họ 4 lần mỗi năm, mỗi quý một lần. Nếu kết quả của một công ty gây bất ngờ, ví dụ như tốt hơn mong đợi, thì giá sẽ tăng lên. Nếu kết quả của một công ty gây thất vọng, thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống. Vậy tại sao giá cổ phiếu lại thay đổi? Câu trả lời tốt nhất là không ai thực sự biết được điều đó. Một số người tin rằng họ có thể dự đoán giá cổ phiếu thay đổi như thế nào, trong khi người khác cho rằng bằng cách vẽ biểu đồ và xem các biến động trong quá khứ, họ có thể xác thời điểm mua và bán. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn là các cổ phiếu luôn luôn biến động và có thể thay đổi cực kỳ nhanh chóng. The most important factor that affects the value of a company is its earnings. Earnings are the profit a company makes, and in the long run, no company can survive without them. It makes sense when you think about it. If a company never makes money, they aren't going to stay in business. Public companies are required to report their earnings 4 times a year, once each quarter. If a company's results surprise, are better than expected, the price jumps up. If a company's results disappoint, are worse than expected, then the price will fall. So, why do stock prices change? The best answer is that nobody really knows for sure. Some believe that it isn't possible to predict how stocks will change in price, while others think that by drawing charts and looking at past price movements, you can determine when to buy and sell. The only thing we do know as a certainty is that stocks are volatile and can change in price extremely rapidly.
Trước khi bước vào chơi stock á, bạn phải xác định mình là một nhà investing hay là một 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 trader, có thể tạm nghiệp là nhà một nhà đầu tư hay là một nhà giao dịch, để cho biết là cái sự khác biệt của nhà đầu tư và giao dịch là như thế nào. Các nhà giao dịch đó là tận dụng cái lợi thế của thị trường tăng và giảm để mua vào và bán ra trong một thời gian ngắn, và thời thu lại lợi nhuận nó nhỏ hơn. Để có ba loại trader này, có ba loại. Loại thứ nhất là position trader, mình mua stock vào và giữ stock đó khoảng một tháng đến khoảng một đến một năm. Loại thứ hai là swing trader, là mua mua stock vào và giữ từ vài ngày đến đến vài tuần. Và loại thứ ba là giao dịch trong ngày, mua và bán ra và không giữ qua đêm. Còn cái thứ tư là cái đầu tư, cái nhà đầu tư. Nếu bạn quyết định cho mình là nhà đầu tư, là investing á, đầu tư á, là mình muốn chơi stock và giữ stock đó trong thời gian dài ha. Investing versus trading, what's the difference? Traders take advantage of both rising and falling markets to enter and exit positions over a shorter time frame, taking smaller, more frequent profits. Traders generally fall into one of four categories. Position trader, positions are held from months to years. Dot swing trader, positions are held from days to weeks. Dot day trader, positions are held throughout the day only with no overnight positions. Scalp trader, positions are held for seconds to minutes with no overnight positions. Investing. The goal of investing is to gradually build wealth over an extended period of time through the buying and holding of a portfolio of stocks, bonds. Cái trader hay là investor, whatever, is not that important, nó không quan trọng. Cái quan trọng là làm sao mình có thể lấy được lợi nhuận trong ngày, hoặc lợi nhuận trong tháng, hoặc là lợi nhuận trong năm. Mình phải nhìn cái thị trường, mình phải nhanh chóng để mà thích ứng với thị trường, và mình có thể giữ một một ngày, có thể giữ một tháng, và có thể giữ một vài năm. Ok, có thể đặt câu hỏi gì thì cho mình biết dưới đây ha. Ngày hôm nay bắt cái lesson này đến đây tạm dừng nha. Chào các bạn, hẹn lại gặp lại trong những cái video kế tiếp. Bye bye.